Xin chào quý vị thân mến, hiện tại thì em cái đang ở con đường đi vào nhà em dợ. Vì em cái lại tiếp tục vào đây để xem cái mảnh đất đấy. Cái mảnh đất hôm trước em cái với anh Ngọc đi mua cho em dợ ấy. Thì cái mảnh đất ở trên này thì cũng có chết nhà hai vợ chồng trẻ. Thì nói chung là mỗi người kể một ý, mỗi người góp một ý kiến này. Thì cái mảnh đất đấy cũng không lành lắm. Thì em dợ lại đổi ý, coi như không ở chỗ đấy nữa. Thì muốn ở với cái nền nhà cũ. Thì hôm nay em cái với Dình lại tiếp tục vào đây để họ bố chồng của em dợ ấy. Mình sẽ mua lại cái nền chú cố đấy ấy, cho em dợ. Thì không biết là bây giờ em dợ có ở nhà không nhỉ? Con đường này đi vào nhà em dợ. Chào cô nhá. Ôi, đây là hoa lửa nào. Đây là hoa lửa là... đây. Mẹ kế của em dợ vẫn đang đây. Đây là cái dây vải linh của bà con đó. Khâu bắt đầu cuốn xong, đó là cái khâu đầu tiên ấy. Kéo đi xong là tao sẽ đem mới vào tiệu á. Chùa đấy của ra, chùa đấy của đông trà ra. Đây ạ. Những người mà nên làm như thế này mới bởi nhiều sẽ có thiết cỡ đấy cho những người làm như thế này thì phải bắt đầu mới một tiết đi rồi chùa đấy của cái mốc của chả nà cái mốc của đâu mà nên mốc tiết là u á đẹp thế quý quý là con đi tao đi quý con thì mà tao là trở ra liền tao trí ra thế muốn là làm được một thế này thì cũng được là 5 tấm vải, một tấm vải dơ tầm khoảng hơn chục mét, dơ tầm một tấm ấy phải dơ chục mét thì 5 tấm thì cũng được khá nhiều đây. Đây là mẹ kế của em dợ. Đây là lỗ mỡ chị nhỉ? Một tập khư vậy. Một tập khư nó. Ừ. Chỗ nhỏ chế nhỉ? Chỗ nhỏ. Đây mẹ kế vẫn đang ở nhà. Thế em dợ đi đâu à? Dợ mỡ chị nhỉ? Nhìn 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 Một tập khư thế. Mỡ chị nhỉ? Mỡ à... Đấy, giấy khai sinh đồng nhỉ? Đi làm giấy khai sinh cho cháu. Thế... Chị nhìn lỗ chị đâu đi? Chị tao đó, lần này không một chị tê rồi, tổ tổ xíu. Cũng có tận đầu thêm à? Chị trông phụ tê đó. Chắc em dợ cũng bận chúng việc ở bên nhà. Xá đi làm giấy khai sinh cho cháu ơi. Lại hồi bếp nhiệt tà lâu tới cháu vậy nên nó gì là ông à. Chùa mà mà xuống đi rồi. Đây, bà con thì bắt đầu nhá xếp như thế này. Đây, khác là kéo ra cái dây. Mỗi người một thứ. Đấy, tà hô ăn ở chỗ đi à? Hô ăn à? Có. 10 cái dây ạ, 10 dây xong thì kéo qua cái lố này xong đi thả một thành một cái kéo dài mất là rất nhiều công ạ. Đấy. Đấy. Đấy này, bà con làm thế này cũng cần rất là nhiều đông người nhỉ. Nè, đi trong rủ nó. Nè, giờ này cho plot chỉ tủ sửa đi để nhỉ. Trong rủ tiểu tàu. Mua cho plot cho nên còn thì chỉ sai rồi. Để bà con làm thế này thì phải có hạt ngô ấy, để trên này. Nó kéo đi ấy, thì nó thế. Đây nhá, đây là cái khâu đầu tiên ạ, bắt đầu dệt thành một tấm vải ấy. Rất là cực kỳ mà mất rất là nhiều thời gian. Cái tôi này, tôi đâu tôi là gì nè? Cái này sao? Nó má chứ con chá một chút mà. Đấy, đã có phu ta, đã có phu ya. Trong không? Đang làm cho nó tới sạch sụ. Là trời luôn. Đây à, em giờ cũng đang đi từ bên xá về này. Em đi đâu về ấy? Mới chị đó. Mua chị à? Quan tới lấy phương, quan tới mình giàu nữa. Rất cái xinh. Mua tao rồi. Hả? Mua chị tao. Thì em giờ đi ra xá để làm giấy khai sinh cho hai cháu ấy. Chắc là ủa đó tủ đấy tủ. Làm được làm giấy khai sinh cho cháu con trai Úc ấy. Thì thế bố chồng em đâu rồi? Chị vào đi. Bố chồng em cũng ra xá đấy mà không? Một tàu khứa thế bố chồng em đang về sau. Nay thì chủ yếu là em cái vào nhé. Tí nữa sẽ gặp bố chồng và mình sẽ hỏi về cái phần đất này thực tế hơn ạ. Cái mảnh đất ở bên trên thì nghe qua các cô bác cũng hoặc là chắc kể ra chết nhà hai người trẻ ấy. Thì mình phải hỏi thực tế với bố chồng xem nào mình bán cái mảnh đất này bao nhiêu ấy, sẽ mua lại cái này cho ba mẹ con em dợ. Thế sáng nay em đi sớm rồi à? Hả? Tại kim muốn rõ rồi. Thầy cũng chưa? Thầy ơn à, thầy cái này sao đây nè? Nếu mùa rộng mình chỉ biết là lỗi. Nếu mùa rộng mình chỉ ua tao sao? Ua chỉ tao. Đây là nó là sủ, là sổ. Chỉ tao ua nó? Ừ. Đi làm giấy tờ vẫn chưa được này. Thế tí nữa chiều lại đi à? Tao sủ tao mùa. Chỉ mùa. Thì cắt thêm mùa.
cái nào mà trong mùa nó chảy nó xuống thì ta xuống nó xuống cái gì ta xuống ăn cơm thế nào à vẫn nấu mì mén à chị chín ống lê rồi chị ống lê nào rồi đây cái nồ này à. Canh rau à. Rau dưa nhé rau dưa xào ấy bà con thì ăn rất là đơn giản thôi vẫn nấu cháo cháo thì chắc là dành cho hai đứa ấy. Con ấy này, em dợ à đây nó chỉ nó dùng một đất đây nhá à, nó tham muốn là tê để chú bóc cho này à bóc cho nhá nó chỉ nó hả nó chỉ nó mai hải đây cháu có ăn không ôi giời thô ó sẽ tệ thô ôi giời đây rất là đáng thương ạ. Thế bây giờ đến trưa là không ai nấu cơm cho các cháu ăn à? Hả? Mua ta sủ hải mộ ôm lên là mình nhớ nó ấy. Nó sủ thế. Mình nhớ nè. Chị tao rồi. Bây giờ thì dợ vẫn chưa vượt trên gác này à. Gạo vẫn còn ít rồi á. Còn nửa bao trên này. Ngô thì vẫn còn đây. Đồ đạt. Thế con dê đâu nhỉ? Chị đi. Chín ở đâu nó? Đây. Em cái tiện vào đây cũng là tham lệnh con vật nuôi. Thì mình phải thường xuyên đấy về vào vận động và động viên gia đình và cũng là xem lại cái con vật nuôi sửa là em dạy nó cách nó chăm sóc thế nào ấy còn có hai con một con đi đâu rồi giờ ơi ít từ mới từ đấy à con đi nó đi à một con này đã thả đi ở bên dưới này nó thích bên dưới đấy con bé thì bố em về nhá về đã đang ở đâu nhở ở nhà trên nhà xuống đây đi bố ơi đi em cái xuống xem sang nhà bố chồng của em dợ này chú ạ hôm nay thì cháu lại tiếp tục vào đây xem lại cái mảnh đất ấy. Hôm trước thì nghe bảo là mua ở miền trên nhưng mà cái chú đấy là lúc đó cháu cũng không biết là cũng chết hai người đấy thì hóa ra mỗi người kể ra một chuyện là bảo là chết hai người đấy là cái đất đấy không lành ấy thì chú muốn bớt cái nền này cho ba mẹ con em dợ phải không? Nóng mà tôi chỉ mà chỉ po thì sau thú rồi này mà chỉ rộng mà o thì đẹp nhất một con là nhót đi kia o mũi còn đi một chúng à từ hạt lên là nên tin nữa nhót xong xin nhưng mà chờ máy sử từ anh hải nhị chỉ nhót thì sử hải nhưng mà tí tôi hải rồi tí nữa mình phải đi xem nhưng mà ý là chú có bớt được không? Hôm trước thì cháu cũng không biết thì mình mới hỏi cái giá ở trên nhưng bảo là mua ở trên nhưng mà cái đất đấy cũng chết hai người trẻ không? Vâng, thế thì người già. Hai người già tức là hai em em trai chú con. À đúng rồi, thì tức là chết là cái em trai của em và cái chị ấy hoặc em cái thím phải không? Vâng. Thì coi như là chết với cái đất đấy không lành thì bây giờ em giờ lại đổi ý mà cái chắc cũng từ bố mẹ chồng em cũng bảo là cái chỗ đấy cũng không tốt đấy thì mình là người lạ mình vừa vào đấy ở thì cái đất mạnh đất đấy cũng không lành không tốt đấy thì thế bây giờ nhá cháu hôm nay chủ yếu là anh Ngọc bận anh Ngọc không vào ấy thì cháu vào đây xem lại nếu mà chú bắt được cái nề nhà ở đây thì cháu sẽ mua lại ở đây cho ba mẹ con em dợ ở đây ở gần chú nhá nhưng mà chú phải lấy cái giá thực tế bao nhiêu mà mình đi khoanh luôn cả cọc luôn đấy chú có bán được không có bắt được không đây bên kia đâu là đây lúa là sao đông bụng thôi sao chết bình căn này ý là chú kể ra là vợ của là em trai em đó là phải uống rượu chết ý là chú kể lại là vợ của cái thím ấy tức là thím đấy thì chết thì cũng do bổng to sưng ga cái kiểu thì chú em trai của chú đây cũng bảo chết là cũng do uống rượu chè cũng do không biết là bệnh gì ấy cũng chết từ từ ấy thì cái mảnh đất không lành thì chú cũng bảo là bất cái nền coi như bán lại ở đây cho ba mẹ con em dợ nhưng mà thì nữa thực tế mình đi vào hỏi em dợ và chú thế chú có thể xuống rồi đi mình đi hỏi em dợ xong tí nữa mình nếu mà chú bắt được cái chú nền đấy nhá mình phải đi xem cáng cọc xong thì làm giấy tờ thủ tục ấy vâng. Thì cháu sẽ tiến hành mua và mua cho ba mẹ con em dợ ở lại đây gần đây phải không nhưng mà chú có bán được không bán được phải không thế thì đi thôi nhá đi trước kia thì lần đầu tiên cháu vào thì cháu cũng bảo khảo sát là chú bảo là sẽ bán cái đất cái chú này rồi cho ba mẹ con em dợ rồi nhưng mà lại đổi ý em dợ lại không muốn ở gần mà cũng không biết là cháu cũng không biết là cái mảnh đất đấy là chết hai người trẻ nữa đó thì mình mới hỏi được cái giá thôi nhưng mà thực tế mình vẫn chưa làm giấy tờ vẫn chưa mua dợ ơi kia hả chim chi rất cho chết tài lắm nhỉ gì cả
mà tứ ấy ô tứ ô tứ tiếng như là mà tứ giờ sử sản thôi đó họ thì thật thì nhìn nhỏ thì sao đi mà là cái nhà này nhà đi chả này hả cho chơi tặng anh nhau nè anh nhà mà tích chỉ đâu vua tiếng dùng tích chỉ đâu mà đang tại tích chỉ đâu đâu thấy tiền rồi mà chả chả không tham ăn cái thứ nhà đi mà tiền nhớ uôn chung cái thứ chơi đấy chơi chỉ lúc chơi lúc chơi nhớ sao nó mà chơi nhớ mà chắc phải đấy thấy cái ngân đô rồi ồ đây ạ cái văn thì lỏ văn thì nhớ nhớ nào lại vướng mắt rồi đấy ạ mất trời đấy đi là ví là muốn một kiểu nó cơ lại vướng mắt à em dợ lại bảo là cái nhà cái làn cái nhà ngay cạnh đấy cái chú tức là cái chú bán cái mảnh đất ở trên không lành đấy cũng có một cái căn nhà đấy, cái nhà cũ trước kia hai vợ chồng ấy chết đấy, bây giờ tháo cái tấm ván rồi, cái chú na đấy cũng là tháo cái tấm ván, chú na cũng là hơi giận, coi như ghen tị với em dợ rồi bảo là đá họ được cái giá mua, nhưng mà thôi em không sợ đó, bây giờ mình cũng chưa mua, coi như là tiền mình chưa trả, thì cái căn nhà này vẫn để nguyên đấy vẫn được mà, nhá. Tại giờ sửa thả mà thua cái nhiều thả chơi nhớ tôi thì chỉ đâu một nhớ chỉ tao tao một câu này thế chỉ có trả mà chơi nhớ thì mà tiền giờ vẫn thua nữa thua chơi thua chỉ nào thua cái gì từ chỉ thua mà không thì chỉ tao là đốt tiền cái mắt đi ý là giá thì mình thấy hỏ rồi nhưng chẳng qua là mình cũng chưa biết đấy chưa biết cái chú đấy là chết người thế này thì cũng không lành mái thì bây giờ nếu mà cứ tối thế là tí nữa em sẽ đi gặt em ná để giải thích cho em hiểu em cứ yên tâm nhá cả ông cũng hãy lo xí giờ gì rồi hãy cũng là ô ti lúc của chị máu phúng cả nhau này chị ơi cho kho nhà mẹ của chị đi chẳng nên cho kho tem mẹ sau trồng cả là nhà tàu hùng không không đi máu thích chỉ tập bao ấy không đi mà bây giờ quần tem mà giờ chị thì mình chỉ nhớ lúc của chị sao mà cho ai kho cỏ phủ tàu cọc chiếc chỗ đi sẵn con đi mà soi mà cho nó mùi thì chả biết thì nó bao thì mùi hành lý sản lắm dốc của tàu trên đấy ra tàu ra nhớ này là phủ cái kho rồi còn chỉ chỗ đi đâu này tinh cả ba lý sản nhớ này còn là chỉ tu sĩ hành lý sản lắm nhớ này mà cậu chỗ này thế này không dùng này cậu chỉ thì chỗ bớt đây ý là bố chồng của em dợ cũng lại có một cái hướng bảo là bố chồng cũng bắt cái đấy cái nề đây mình làm được cái căn nhà cho ba mẹ con em dợ ở đây thì cũng là tức là lấy 10 triệu còn bảo là mua một ít đất đây để cho ba mẹ con em dợ để làm đường đấy là mua tầm 15 triệu có như là tính ra 25 triệu không ý chú nghĩ là thế không làm thế này thì sẽ công bàn cho anh em phải không tránh những tình trạng mà đừng có mà giận dỗi với nhau phải không thế thôi nhưng mà ý là cái chú này á tí nữa cháu phải đi xem thực tế phải không mình sẽ chú sẽ cắn cọc này để bất bao nhiêu để tới này đủ phải đủ một căn nhà một cái bếp này chuồn trại nữa phải không phải không phải ý là hôm nay thì em cái vào đây chỉ chủ yếu là mua lại cái mảnh đất để làm cái nền nhà thôi còn cái phần đất đấy đất để làm nương canh tác thì cái này để chờ anh Ngọc mấy hôm anh Ngọc vào thì anh Ngọc sẽ đưa cái hướng phải không như thế nào thì anh em sẽ coi như sẽ bàn bạc sau nhá open house thì có cái thứ mà đeo bên thông tin lầu thì là lò vô mà phải vô thấy khò uo té mà nhất tin lầu nhá nông nghiệp cũng là mấy là lò hải phụ chơi du khách đi uo co chơi thôi cho con sao mà du ăn cái uống cái à con sao mà chỉ tập ba mà chỉ bao em đây có cái chú thế ý nghĩ của bố chồng em dợ ấy cũng mong muốn là phải mua một mảnh đất gần nhà để cho ba mẹ con em dợ để canh tác làm nương nhưng cái chú này thì em cái cũng thể quyết định được để mấy hôm để anh Ngọc ấy cân đối cái nguồn kinh phí hoặc là được các cô bác hỗ trợ để mua một cái mảnh đất gần nhà để ba mẹ con em dợ làm nương thì cái phần đấy thì em cái không thể biết vì chủ yếu là hôm nay anh Ngọc không vào được thì bảo em cái vào để làm việc gạt thực tế bố chồng của em dợ để bắt được cái chỗ nào để mình làm được cái căn nhà trước đã nhớ lấy mà xong mà hải cái bé ấy lo cái chính thiên của tàu ấy lúc của chiến thì đó họ ai xong mà hải cái đầu như thì do du mà theo du là cái nhá mua thì cái đấy là do như là anh du mà là thế hải mình cậu chỉ chỗ nhớ hải lưu hải nào nhớ nhớ mà du ép con sâu du ép con sâu nhớ thì tàu nhớ thì tin cả kia con này mà du ví dụ lúc của chiến sau này chỉ nhớ của chiến sau nhớ thì tàu ấy được tốt à anh ngoài đúng rồi mỗi người có một đưa một cái hướng của bố chồng và của em dợ đưa ra cũng rất là tốt nói chung là cũng vừa mua được một cái nền nhà cho ba mẹ con mà vừa mua một ít đất để ba mẹ con để canh tác nhưng mà cái này thôi hôm cái này thì để hôm khác hôm nay thì cháu vào đây để mình xem thực tế trước cái nền nhà đó chú phải bất từ bao nhiêu để đến chỗ nào đoạn nào cái tiền sẽ số tiền lấy bao nhiêu thì mình sẽ đi coi khảo sát thực tế cắm cọc luôn nhá đi một số, bé giờ số chỉ có thể có từ đi đón đây đâu, nhá. Mà giờ chỉ khác chỉ thì một đào đào đến đâu rồi chú? Nếu mà chú bắt thì phải hết cái tà ly nào không? Vâng. Cứ làm hết cái tà ly không? Mà chờ uôn mà chờ trước táo tràn phi lúc chờ tà lúc tràn một hết. Nó có tình chú này. Không thế nhưng mà làm cái này nó hẹp quá. Rồi.
Tứ này còn làm bếp nè, làm các kiểu nhà vệ sinh nữa mà. Tụi các nữa chịu ua chịu ua mộ ua không một sư đi hả? Bếp bên này có thể sang tích ở đêm tí được không? Ít chịu ua, tụi các nữa ua chịu ua mộ đấy, lũ chê thì ua nó chịu ua thấu là toàn chịu ua một tối hả? Ừ, chịu ua một tí tụi. Ơi, tối này không phải làm xác cái nhà của chú nữa mà còn mình dịch ra tầm khoảng cách 2 mét được không? Chú có thể bớt đi cho đủ, tới này ý là tới này mình còn đào san nhá, có cái nhà vệ sinh này, nhà bếp này. Đây mà ông đấy cũng phải chế đi chạm mấy hát nhiều cho chế cũng ua tay luôn một cậu. Ờ, thì cái trước mắt thì từ cái phần gần nhà của chú ở cách xa bao nhiêu thì chú có để xong mình lù vào đây. Đó thì ít một số thôi. Đó chế mấy mà thoát còn đi không? Các bên này. À. Cái bên này như này. Để từ bên này đi vào cho nhà chú không? Đây là chú là của cái mú nhà xong là cái nhà mú nhà được. Thế này để một cái trái không? Là một cái bên trái phần này không? Ờ thế thì cái chú này mình phải lù đi vào bên tích bên trong không? Ờ thế cái sau bên này là cùng hết cái chú này. Cứ làm hết cái phần tản ly đi đó. Tản ly hết. Yeah. Thế mình có cái cuốc cái gì để cán cọc ấy, rạch ra không? Tỏ cá một tủ ly chỉ chưa tới một tí thôi. Chưa, chưa. Chưa tới một tí nữa hả? Chi không được một tủ ly không? Giờ đấy. Yeah. Chú cháu này mà tà đó. Cái chú này thì mình lúc này đào thì phải phá đi hết nhá. Mấy cái chú này thì nhổ hết vào không? Hết. Đó, thì mình dù lù ra bên trong phải không? Vì tới này thì phải còn ấy mà. Mình nhà vệ sinh này, bếp này. Đấy. Ờ, cái nhìn này hẹp lắm. Hẹp lắm chú ạ. Có thể lùi vào đây tí không? Ít chút nữa có thể giúp cậu cháu đi lại ô đi xí tỏ cá nữa, chỉ ta cá nữa chả mà tí lì. Yo có còn được đá nữa mà nữa. Ít tỏ cá nữa chơi một không có sứ ấy. Mình sang cái đề càng rộng nhá, tới này mình còn có ăn thì càng chào. Sang cái đề càng rộng tới này nhà vệ sinh, nhà bếp các kiểu nữa, không? Thì có thể đến đây không? Pin mà pin tao ni. Rồi còn không chạy một lòng nếu một đa tạo. Không. Đã mua đến đâu thì phải làm đến đó. Ý là cứ lấy cái này làm danh giới. Tới này có khi là mình phải giấy tờ đàng hoàng đó, phải không? Cứ lấy hết cái này, còn cái phần này thì không lấy, cái chỗ nào này mình lấy được. Đến cái đoạn này được không? Được. Hả? Bên này. Nhá. Tới này nhá, khác có cái từ cái chỗ này đi. Rạch hết. Chỗ này thì khác đến cái chỗ này thì không? Mua lúc chẳng được không? Mua nó mà. Ơ là khai còn đi à? Đấy ạ. Nó nổ luôn của trên cái tủ. Đó, chú cứ rạch đi. Đấy. Thế đúng thực tế là cái chỗ này ở dưới đó, mình cứ đi rạch trước, rạch cán cọc trước cái khoanh vòng ấy, khoanh vòng cái mảnh đất xong thì mình biết hỏi cái giá. Thế ở đâu xong đợi. Nhưng mà phải đủ phải tới này phải đủ làm cái chuồn này. Không thể tích ở dưới được hả? Ý là gì người ta xú lỗ mà không thật đâu. Bỏ hôn đi nào. Chú lỗ đi, chú mà tổ khác của trên nhớ sao mà. Của trên mà ông ở kích tình quân, nhưng các con một bên tôi sẽ mô tả nè. Không, tổ khác của trên mà nữa khác của trên cho ai lỗ nữa không? Mà thì chú lỗ đi không? Nên từ mà nên từ nó xí nữa mà. Ờ, thì nên từ lý mà tí thì vô ít khô, tại cho ăn từ được không đi không? Thì... Ồ, hài dò, kích tình nhớ này tổ lạ. Ồ, thế này hẹp quá chú ạ. Bên này. Tới này đất cây này. Ý là tới này đất mượt vào đấy mà cái nền nhà mình xác định nhá, từ cái căn nhà to từ cái chỗ này đi rồi, còn cái chỗ này thì làm gì? Bên này cái cây cần xem trả thêm đổi không? Đây là một cái chuồn. Rồi. Nhưng mà ý là tới này mình cái phần đất ấy mình hất vào đây thì toàn đất mượt thôi. Cháu muốn là phải ở xa một tí. Chỗ này mà cho ăn chú xứ mà nếu tiếp ăn lộc phong thì mà tiếp phong thì tiếp liền. Sí chuẩn rồi, chuẩn rồi. Ủa trồng cua ta sẽ. Mà thì ở tiếp phải cái khoai thì tối mà tiếp liền chứ không? Chuẩn thì trồng nên cháu cá sí chỗ tên chuẩn thì ủa trồng cua nhau mà muốn là ăn cua nè. Không, vẫn phải dùng ủa tạm mà tiếp. Đã làm thế nào thì làm. Ý là cháu mua xong thì phải giấy tờ thủ tục đàng hoàng. Sau này đừng có mà tranh chấp là coi như là xích mích với nhau ấy. Ok, kế khó đi, chua đính ra đi mà thì tao cắt đi thú mà. Chua, à thú gần chó thì tất sạch nhớ này đấy đâu. Đất thì nhìn thế thôi nhá, đâu lúc này đất nó thì tràn hết. Thì chú cứ... Chỉ dẫn tao là chờ tê hò. Đây, cứ làm cái này là cột móc cái giới ấy. Ý là khó đi, nếu có thể chỉa xài chế tát thì tao cá chua thì ổn thôi. Tí rồng, ổn chỉ sổ mà, tí rồi mua lúc tràn đi, tí lì. Đây mua lúc tràn đi tao. Chúng ta ăn từ ác thổ từ mà xin tao. Ờ, đất thì có gì đất mượn. Ăn từ ác thổ từ chua thì là ổn thì là cứ nhiều lỗ về chua tí là con này cái tao mà. Không. Chúng tôi hãy lý xin ạ. Ý là cháu muốn mua ấy, đến cái cỏ vo này, đến cái chỗ này. Trước mắt mình phải mua cái này vì sau này cái đất mượt ấy nó sẽ xuống vào rất là nhiều phải không? Chỉ là như này mà chỉ trông tổn đi nhớ. Ờ, ý là sẽ mua lúc trà này, mua lúc trà này. Mua tiền đi phải không?
mua xí còn nhìn ta lũ chả ca nữa mà tỏ cá thì cho thú rồi mới chào mà tí này chứ. Đây này không bán à các bạn. Làm gì không bán? Thì đến đâu, đến đâu? Nhiều thôi. Đến đâu, đến đâu? Bên này mới được. Ủa, bên này thì nhìn hẹp quá. Không nhìn cái bên này. Biết rồi. Ý chú nói thế thì kiến này nhà mình sang thì vẫn đủ này nhà thật. Nhưng mà ý là tới này ấy, mình không làm được cái chuồn ấy. Không. Sao không bán được? Ủa, chỉ tao lúng cua. Ờ, tới này mình vẫn làm. Sao mà, ủa, cái này chả phụ bề chỉ uống tại lúc cũ nào nữa mà. Cháu không biết mà. Nếu của bố bé cháu bé 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 hôm ra là cái này là thở hông thì tuy nhiên chít đồ là hôm ra là hông thế này. Thì có thể xuống đây được không? Ủa lưu lưu thế nha, chỉ bao chỉ lừa là. Có thể xuống đây một tí đâu, vì đất mượt ấy, đất mượt cũng khá nhiều. Không phải là giống như anh em mình, chú cháu mình nó đâu. Có khi đất mượt vào. Bên này cho thật thà đó. Ờ. Cho thật thà đó kìa. Cho cây. Mà khác có cái góc cổ, cỏ không? Cỏ không? Ờ. Đẹp. Cổ vô kia. Bây giờ thì theo chú. Thế bên đầu này nhá, chú vào đây xem luôn đầu này. Thế cái cây cỏ vô này coi như làm cái phần ranh giới nhá. À. Cái móc nhá, cổ móc nhá. Nhưng mà bên đầu này đến đâu? Chú đi xuống đi à. Vô mua được phụ rồi. Ờ. Nhớ cho cái áo lột vô thú rồi hiểu không? Thế thằng đừng cho áo cho tôi có hậu lột mà đi lên tao sửa chứ này. Tôi tổ tấn tổng ta hả nó nhá. Đây chỉ cho cái đàn mít. Ý là cứ lấy cái cây cái đu đủ này. Cà cho à mà phân cà lỗ thì xi nữa mà. Ờ, thì ý là cháu mua thì tới này á mình có thể giao hết cái chỗ này đi phải không? À. Thì để cái cây này làm sao làm sao cho cái đó kia xong xuống được. Đó, đất xuống nhưng mà đất này, ý là cháu đã mua thì bà. Phần đất này tới là sẽ thuộc về em vợ. Vâng, thế thôi. Ờ, con cái của em vợ đó. Sáng rồi. Nhá. Ờ, chứ muốn ra luôn học bảo đó nhiều không? Cái này này mà. Ờ. Thì mua tủ tông xong đồ không? À. Tỏ ra tông tổng mà ủi tiền á. Ừ. Để cái ấy. Cái cây đu đủ này để làm một ranh giới nhá. Rồi, không mà. Chặt nhá. Và tới đây thì có cái gì thì em dợ mua cái lứa sắt cái gì quay thì quay đến cái chỗ thân cây đu đủ này nhá. Ừ. Mà đến cái đoạn này không? Đấy, rồi. Phải rồi. Tới này nếu mà chú làm nữa chú chỉ làm được ở dưới thôi nhá. Mà. Không được cài sáp vào đây nhá. Ừ. Nhá. Vâng. Ý là vô thì mua hạt thì cho ăn thú được cái mà ta ủ té ủ cho hàng xưa chỉ sau tôi ủ về nè. Ừ. À chỉ hàng chỉ bao cháy cho bao tôi rồi. Ờ. À, chủ ăn cháy bao bao cháy. Nhưng chỉ anh. Nhưng đã mà. À. Nếu mua nữa lúc ít ta cùng mà. Nhiều mình tôi nhiều thì ta chỉ nhiều tôi nhiều chỉ riêng. Chú ạ, đây là cái ý là cháu chị đại diện mua cho đấy là toàn là con cái. Thân toàn cái chế này mà cho nó là hàng đầu. Con cái của chú thôi. Đây là không phải của mua cho cháu mà được các cô bác đấy để gửi tiền để nhìn hoàn cảnh của em vợ đáng thương quá. Mà con trai của chú không về không? Thì mua chỉ mua cho con cái của chú con làm thôi. Con cái là thế là tụ nẹp bò ha. Nhưng mà chỉ dừng là lê mà cũng thấy để xì u gì. Chú có quyết định được không đấy? Được. Tao có mùa tao tới cho nhìn như giao chỉ dành cho hai cháu. Được. Chú là một người đàn ông này chú quyết định được nhá. Thế mà mua xong giấy tờ lại thắng mắt lại vướng mắt này cái này lại không cho thì hơi khó đấy. Được. Đấy, chai tính nhau hải tàu chua dù nhiệt chi thế hải tàu á? Ta. Tàu thế. Rồi. Dạ. Dạ, thế là lý trả các mà chỉ xanh hơn đi dù thế là IAP A mà là thuốc vật đa ca tổ cá chỉ báo mà đất mượt đến đâu thì không biết nhưng mà trước khi tới này xì hà liệu chân là lý dưới nữa mà. Hả? Ừ, chân là lý dưới. Hà liệu mà tổ cá lại chỉ phút lại thử ní ô. Ừ, lại mấy trả bó tổ thế. Hả? Chỉ ở chân hà hải kia nó. Chỗ tàu là xì. Hả, nửa ua tổ ní chảy cá đừng bê nhá. Ừ. Em mua chua. Đấy, bây giờ thì em cái cái móc dính dưới. Tả ạ. Đến cái chỗ này cái cỏ này cứ làm cái cột móc dính dưới nhá. Đấy. Đến cái chỗ này. Vì từ ra thú mà cho phun ra thì thú mua. Đó. Ừ. Đất mưa thì có lúc này nó tràn qua đến dưới này đấy, có đấy. Bỏ hao đi thú mua à? Không. À chỉ cho khá lỗ mà thú đừng đục vào này thú mua. Ờ. À chỉ ông hả nó lỡ chứ hao tên thì ăn thì lỗ bỏ hao đi mua ra. Nó lên thầy là mua chỉ tao là. Ui chào mua chỉ tao à. Nó này có chỗ thế nào thế chỉ. Ai. Tả ý này thân tia chỉ cho đồ đi ạ. Nhưng mà chú ạ, có phải cháu mua cho cháu đâu, cháu mua cho con cái của chú để làm ăn chứ phải không? Nè. Đâu mình chỉ là mình sẽ tiền để làm thôi, khó sinh là cháu chỉ mua. Mà ở xe chú hoàn toàn lý, hôm nay vừa thả vừa đó, ở mình tu nhiều chỉ tiền mua nhé, hả? Chả tu thì nên tôi biết cho mình sẽ tiền làm mua nó, ở xe chứ, chứ mình làm mình tu ở xe không đó ao. Chỉ cho tôi điếu, tế này tế dùng cử dư nào thôi. Lúc đầu chú bảo 10 triệu, bây giờ chú lại lên nhà 3 triệu nữa không? Ừ, nhớ lên là 13 triệu với bác. Ừ. Thì chú này thì nó xin chế mà, không tao tế thì nó đi à?
ý nè thằng tiê này là gì cho tôi hiểu. Nên tôi hát thì mua tiê cho ai cả chú thì chả hao cả uổng mà ốc uổng mà chú chỉ lấy cái số tiền mà nhở. Nhở mà, giờ chạy có phải chỗ nào chạy tiê làm nào nhở? À nhớ nên là chú tao chỉ giờ cái xin này như thế là. Đấy. Đấy. Bây giờ thì anh em. Nên vô là nên như thế còn sao là lúc cô chơi là chỉ dùng thế này. Tu ở tu nền tiê chỉ cái đó. Đây là cái phần đất này. Đấy cho mông mà nhở nhìn nếu tiê qua thật sự lo lì. Bây giờ thì đã rạch hết cái phần móc, cái khoanh hết cái vòng cái chú mảnh đất thì tới này tiến hành xí săn cái phần này nhà em dợ. Thì chú bảo là nhìn xa nó khá nhiều nhưng mà theo em cái nghĩ là cũng không nhiều đâu. Chú đây là cũng là con gái của chú thì chúng lấy 10 triệu được. Tiết ở gần đây, sau này có khi chú già tuổi già sức yếu thì con cậu, mình sẽ ấy, có trách nhiệm để... Cậu biết chọn là chị à, đi chả mình sẽ tiết lý hay nào đó. Ô xin chị có tên thì chị dọc đó đi à. Tại nè khó bố tổ thế thế rồi với. Chào chị mùa là. Nhớ lên xin lắm. Giờ chị dẫn thì mình sẽ trông muốn tổ phí cái. Mà đi thi hơn đi là mà chị mà chị mà khá chị thì mua được không chả biết không. Giờ cậu biết chỗ mà xin đã xin. Đây để em cái đi xem. Ư một chút xíu việc sao. Dù anh mà. Hôm nay thì anh Ngọc lại không vào. Thì em cái cũng không thể biết là có quyết định được không. Nhưng mà em cái xem, đúng không? Xem cái mảnh đất thì mới biết. Tổ tao đúng không? Không. Nhưng mà cái vẫn bất một cái chỗ cho chú rồi lù vào đấy chứ phải không? Ừ. Thì sao tôi nỉ mà? Ô thì chế khó mê tôi ô đó rồi. Tôi mà một thì đa đấy. Thì không đi tôi khác thì cho ăn cho thú một ra hả? Con này chỉ gì thôi thì nói. Con này một thì hai ly chứ đâu. Hãy cọp hết chỗ sao? Rồi rồi, 12 triệu thôi. Nha, 12 triệu là coi như là không phải là cháu mua cho cháu mà mua cho con cái của chú để làm ăn. Có cái căn nhà kiên cố ấy. Tàu tiền đấy. Nha. Tao chỉ đâu? Cọp bé thế nào là chút thì con tay cái chân hai lát nhớ nhớ hai giờ này có gì ấy chỉ giờ này gì nữa tụ phát tiền bao nhiêu là chỉ dành mượn tiền à chỉ giờ tôi đi à chú còn nó bảo là may là con cái của chú mới bán thế này không biết là có xem nào nhưng mua nhau đi rồi đã ổn mà mày nãy sau khi chỉ dành cái là dành còn này thì do có hai này nên đúng không ạ. Vì mà áo bao tiền neo với tưởng thế hải chứ phải không? Đây ạ, vì em lúc đầu thì anh em mình cũng chưa biết đấy. Đi tìm thỏ mua đất, mua được cái mảnh đất đấy là mảnh đất đấy không lành. Thì cái chú ngay cạnh đấy cũng lại có thắc mắc ấy. Lại có thắc mắc để bảo là giận xuống cho em dợ. Bảo là đã hỏi được cái giá vừa rồi lại sao lại không mua. Mà lại chạy về mua cái đất của bố chồng. Đây bây giờ dân đang ghen tuôn ghen tịnh thế này thì không biết là em cái có thể mình sẽ xác định được đâu. Nhưng mà anh lọt ra tiền này là gì? Mà nhớ nhớ thì ấy là sửa được qua do ốc của hải chữ do từ xi mây tiết sửa với bùn đất đó. Mà cho liên tục bao ấy rồi nè nè lý do mà ông thì nhớ mình nhớ là nên cái ngoài cà phê trò xem nào. Vào đây, lồn đi tiết xem. Đấy. Lúc đầu thì mỗi người một ý kiến, em cái cũng không biết là mình sẽ giải quyết như thế nào nhỉ. Cũng là do anh em thôi, cô chú đây này, bố chồng với con dao các kiểu đó. Thế hù cả nên xi mây tôi nè, hù tôi nè. Em đi gọi chú Ná ra đây. Em Ná ra đây để cho anh còn giải thích xem nào. Đấy. Thế em thích ở đây hay là thích ở trên? Hả? Ồ là anh nhìn nhau đi là nhớ sao? Chú xa thì xin mẹ này tức thu là chết tá lê thế này nhớ nhau đi. Mà nhớ nhớ khó từ. Ôi dồi ôi. Đây. Ôi nhớ khó từ mà sao nhớ khó từ chỉ là tức chỉ là phú lòng chua đó. Nào hay à mình cái bé chỉ tao thì du à bé chỉ là đi làm đó du ấy có a sao tao thêm à ya a tao thì tin cái gì à là thế có thế chứ mẹ thế cái chú à mình anh em mình đang cá cọc và khoai thế này thì chú không bắt được à cái giá ấy nó lên là mà xin chào chị tao thật rồi chào chị chưa cọc bé xả xin thế à ý là thế nhá bây giờ trước mắt thì mình cứ 13 triệu. Vì anh Ngọc cũng không ở đây thì em cái cũng không dán mà cũng đã có chút công việc coi xảy ra vướng mắt mau thuống ấy. Thì hôm trước thì mình cũng đã đi hỏi cái mảnh đất ở gần em trai của chú này cũng bán rồi cái giá đấy cũng vừa mình mua nhưng mà chưa làm giấy tờ chưa thủ tục em mình cũng chưa chưa giao tiền cho chú nhưng mà chú đang tháo mấy cái tấm ván xung quanh cái lán đấy ấy. Thì bây giờ chú đang ghen tuôn thì chắc anh em mình sẽ sang nhà chú đấy nhá để giải thích xem nào vì em sợ nó đáng nghe bảo là chỗ đây cũng có chết hai người trẻ rồi mảnh đất đấy không lành nữa mà không dám ở ấy để em cái đi giải thích nhá chú cùng anh em chú cho mình cũng đi giải thích cho em Ná biết nhá mảnh đất này trước mắt là tạm thời như thế đấy đang cá cọc và coi như đang khoai vồng hết rồi tầm mấy hôm này anh Ngọc vào đây anh Ngọc xem nào mình sẽ vừa thì sẽ tiến hành coi như làm thủ tục giấy tờ sẽ mua luôn nhưng mà phải đi
giải thích cho em ná hiểu đó, phải không? Tránh cái tình trạng mà sau này thì gia đình lại mau thuống đây. Vì cháu vào đây thì coi như cháu chị làm từ thiện thôi, như là muốn hòa giải gia đình ấy. Sau này cái công việc gì thì gia đình phải luôn luôn giúp đỡ với nhau thôi. Thế em dỡ đi nhá. Dỡ. Gạt lòng. Pê chỉ vừa mới, pê một hải thì mấy rồi. Đi đi. Gạt lòng một đứa. Đi. Thế đây ạ. Vì cũng gia đình rất là căng thẳng, bên trên mua đất của nhà bố chồng thì chú đấy lại bực. Mà mua đất của bố chồng thì mua đất của chú thì bố chồng lại ghen tuông lại bực lên. Nói chung là cái hoàn cảnh của gia đình em dợ thì chắc biết rất là khó khăn để xử lý. Để hôm nữa thì mình sẽ đi vào nhà em ná để giải thích cho em ấy hiểu. Hôm trước thì anh Ngọc với em cái ấy, tức là đã vào hỏi cái giá vừa rồi, thì giá mình đã ương lên coi như được rồi. Nhưng mà do cái mảnh đất ấy chết ngừa thì em dợ lại không thích ở ấy, thì mình cũng là theo ý kiến của em dợ thôi. Vì bà con hàng xóm ở gần ngay cạnh nhau ấy, thì em cái không muốn là lúc mình mua cái này xong thì sau này lại mau thuống với nhau, thì rất là khó xử cho em dợ. Thì em dợ là một người con dâu ở với nhà bố chồng với chú ấy, rất là khó cái này. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ vào nhà em ná để mình giải thích cho em hiểu ấy. Thế chú vào đây. Dạ, vâng, mình cứ ngồi đây hay là đứng cũng được nhỉ, đứng rồi nhá. Đây, chú vào đây. Thôi bây giờ mình vào nhà em náo, nói chung là không ngủ cũng được, đứng đây. Thế này, ý là em ạ. Em náo đang bực phải không? Em bực anh phải không? Hả? Nhà u rồi, nhà? Nhà o. Hả? Mà nó ăn xuống hết gì? Hai mày u rồi. Mà nhà thế. Hai chị mẫu hai đi xuống u à u chỉ chưa u chỉ thấy kia rồi nhà mà về nhà nay chỉ chưa mà về nay cháu con chú to cho đồng lên chú lúc trên đi chú ạ. Em ạ, bây giờ anh giải thích cho em hiểu nhá. Cái đây là không phải là mua cho anh rồng không, ý là mua cho con cháu rau không, làm hay cứ làm này tốt hay không tốt thì sau này là gia đình chứ không. Thật thì là nếu hai ai đủ cứ tiêu hai nhá rồng cái trường lên thì bảo vì thiết kế bao nhiêu mà mù la họ ít đủ thấy giấy rồi nhà mà tù nhà giờ cho hai cái đi tua chứ không, cứ chỉ bao thôi. Rồi thì tôi nhiều cho một cháu ớt tổng tổng đấy là thu lúc cho một mũ lúc chơi so đấy. Hãy chẳng đi u hải ly thế nào. Hải ly à? Hải u lời á, hải có. Hải đó, u chỉ hắn đấy, nó cho bao chỉ bao này. U đấy, y bao hải u lời. Đẹp, ý là cái này em ná cũng đang nhằng cái mục đích về cho bản thân em cái cũng hiểu. Thứ nhất là cũng do em dợ, và ban đầu em dợ này không muốn ở gần bố chồng em thì mới chuyển sang đấy. Thì em dợ là gọi điện cho em cái bảo xuống đây để. Rồi đến để ti. Chỉ bố này vô, này tí một cháu ớt đồng đấy. Cho cư lúc trên một xí. Cư lúc trên một xô rồi xong có tốt. Hải chứ chắc á. Lỏ đấy, lỏ là gì á? Hù chỉ hồi ý rồi đi à. Thế ơi đủ ai nhá, phải có thảo ớt bế khô ít được xảy ra mà hù đó vì. Hải chứ chắc nào, hù chỉ hợp hả? Hù ớt đi hả? Thế à? Rồi thì cố gắng hù đo phụ trang. Mà hành mấy cho nên cho tin này mà nó mới cho tài đạp vào nhở. Do mà có thể nhớ lại từ chua đi nào. Chỉ bao này. Do hai tiếng này cái gì đi trả trả kiếm một. Ai thảo ông một chốt chơi đấy à? Đông đông này cái gì tôi hiểu. Kìa, ở chỉ mang đó. Ở chỉ mang ở đây. Sao yêu chăng chăng? Nó liệu cái gì đông đông chứ? Đây, đấy là cái em nào? Đông đông này. Ủa đông đông à, bao này này lúa hạt đông đông hàng đầu cũng như là. Ít lúa hạt đông này ở chỗ nhá. Ý là em dợ em chú đã nói thế thì mình xác định là quyết định ở dưới hay là ở trên. Ý là thế tới à? Sau nhốt nhốt thì sau nhốt không sao? Ý lúc đó chỗ, ở lúc đó chỗ. Chỗ mũ lúc chơi một số tờ tờ đấy. Ú, chỉ vô cỏ chỉ muốn đấy đấy. Chú hãy đến nhớ lì, nhớ lì mà xin mẹ này nhớ lì đi à. Nhớ lì mà nhớ sợ cá tàu rồi thì tàu cá sẽ ra lộ cá rồi. Nhớ lì dòng cá mà các chú đâu có chơi nhớ lì vô qua sau bếp thì cho mà giờ ý lì tế tàn thô này bé. Nên lì chỉ bố ra lộ lộ nhớ có chơi kìa lạc. Tàu cá mà nếch trên nếp có chơi đồng cá nhớ. Hãy đi. Giờ thì nãy nhìn nãy trong một lạt chảo thật là đấy. Ô tổng đồng đấy, lúc trời nhìn nãy cỏ nãy một chua trong một số tạt tạt đâu thà. Ú chỉ một tay nãy đấy. Nãy thì bắt tay nào, nãy thì cái một hai viên gì nào vậy vậy vậy. Giờ trong một ú trong đồng này ú tính to tạt á, chơi một chút tạt. Nên nếu mà thì giờ chỉ vô cái trong một lúc trời trong một số tạt tạt, trong một mua tổng đồng chả còn chơi không. Ú chỉ vô. Nhất là nhất 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 nhất
我这啊，要这奶奶的，要买公公公这个钱，如果这买我点水，要点垃圾没啦，垃圾嘛，我去包，包我点，我这要点东西噻，嘛我点几件噶，我这个水五毛五，都没多没用用。那怎么了？还饿了嘛？那他那个是妹妹哟，好累。那不是啦，幸福啊，我就啊，家庭哎。你啊，都来几顿来，我来打五个。 你老在，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 你老在
chú lại rất là ghen tuôn, mua với chú thì bố chồng rất là ghen. Thì em sợ thì em cũng biết là em sợ sẽ mua cái hướng ở đất đâu, nhưng chắc cái này em cái không thể giải quyết được. Chúng ta gia đình nhé. Chê thì nào, chết tao luôn mà. Đó là lò đi, cô hãy nhá, cô hãy lò. Bây giờ là cô hãy lò vị thi mà nông đi chỉ bao đơn mà thôi. Nếu nhá cô tặng cái cô tặng sò mà nếu họ thì phải phải cái này mà cũng phải có hải chạy tộc thác. À, giờ vì hải tộc thác chỉ vô đi, giờ thì có ưu chỉ chỉ thác đi, mua mua một thua bị phải lại thế, anh tông tông phải lại. Là đó thì có đi nhá, đi thì có cháu tổng thống ở thứ chặt tổng xe chứ. Thì hà linh cũng nhiều hơn tiền, nếu mà tôi có tôi là nóng quá xem mà tôi là do vì cái sòng mà tí được một phe thì mà tí để nó thi hậu không muốn chỉ bao em nhá. Có sẽ là do gì cả hả? Chỉ cho lưu hai giờ chứ mẹ mẹ xa đi mẹ thì nhớ đi mà nhớ thì uống xuống giá thì nhớ đi nhớ tao bán xí ra lọ ga nhớ tao đi chỉ bún à chỉ bún ra lọ con chơi cùng này rồi có thể mà nhớ ưu đi tao đi thứ ưu sa đi chị hà linh là mà nó đi là cái bàn này này có chế con đâu tu mà ông già thì lên mà giờ thế này nhà này mà thế lúc con chơi máu thì cũng sao thế nói chung một tí như cái gia đình không đoàn kết, thì anh em không đoàn kết thế này rất là khó xử lý. Vì mua đất của chú thì bố chồng lại ghen tuôn, mà mua đất của bố chồng thì chú lại ghen. Cái mảnh đất đấy là tuy là chết hai người trẻ, rất là cái mảnh đất đấy không lành ấy. Em giờ lại không muốn ở nhưng mà cũng bị vướng mắt. Thôi, em ạ, em có thể nghe anh giải thích một lời không? Ông nói yêu hãy lò xin mời. Hả? Bác sĩ Thám à? Ý là cái này hôm nay thì anh Ngọc cũng vào, anh vào thôi nhá. Anh vào xem lại cái mảnh đất vì em dợ kể cái câu chuyện là cái chỗ đấy ấy. Chết hai người rồi, em dợ không muốn ở đây nữa. Thì anh mới vào đây để xem lại cái mảnh đất của bố chồng thôi. Nhưng mà ý là nếu mà em nói thế thì để mấy hôm anh Ngọc vào ấy thì mình sẽ sắp xếp. Nhưng mà cái chú do em dợ bảo là cái chú đất đấy không ở được thì anh mới vào đây xem lại cái đất của anh trai của em ấy nhá. Hôm nay thì nói chung là tốt hay xấu thì cũng do chuyện của gia đình thôi. Nhưng mà cái mảnh đất ấy hôm trước anh cũng vào công an Ngọc vào mình đã hỏi cái giá được rồi, ương rồi không? Đúng rồi. Đúng là lúc đầu thì anh Ngọc vào 25 triệu phải không? Đúng rồi. Thì anh vào tiếp tục mua lại cái phần 30 triệu. Cái phần còn lại 5 triệu đó thì tổng tất là 30 triệu. Đúng rồi. Nhưng mà ý là mình chưa mua, chưa làm giấy tờ, coi như là đất thì vẫn chưa làm. Thì nói chung á, anh vẫn chưa giấy tờ vẫn chưa làm không? Anh vẫn chưa gửi tiền cho em không? Anh vẫn chưa đưa tiền cho em. Thì giờ nó thế thì coi như là cái chú đấy. Giờ không muốn làm đấy thì anh không thể thông cảm được không? Ý là chỉ vô chính nhất sao mà thế nhá, giả chỉ tao nào. Vì mà giờ chưa giờ hành đi mà này tiết chỉ nhớ mà u thua tao lúc chơi lò cho phán giả lò cho ta thế dừng thẻ ở lúc học bằng đâu mà chỉ nhớ chỉ nhớ đấy. Dạ. Ý là em đã cũng đã tự ý coi như là tháo dỡ cái căn nhà mấy cái tấm mà cây tre để đang xung quanh và chặt được hai cây cây ô tụi nó chỉ nhở ô tụi thanh chặt được hai cây gạo đấy thì chúng em làm em làm muốn bảo em sợ coi như là muốn phải dựng lại cây này lấy cái mấy cái tấm ván quay để đi quay lại cái nhà nhưng mà làm thế này thì cũng không được. Nói chung là thêm cái ý là cả anh em này không thương con trai rất là thế ơi đủ cư em làm ạ. Ô từ xa hay thì nể ti nhỏ giờ nó là dòng vì mà thì chỉ mua cá và cá chế uống nó hầu qua của rau quá u nến cô chính cô chủ lò tiền cảng cải thứ mình té lò mày biểu thì muốn thằng sao trong này tí giờ bé chọc cái việc thì nay cho ba nay ba lên để tí việc thì
你看你有几样，你对么你有啊？要么那那么啊，你对专业有嘛？对不对？也记上了，为啥的？那爸的，那爸嘛着的，对了，到以后，对你啊，干嘛干这对了？我当侬当好了。对啊，到一路过这的，对啊，到有鸟有发空个接触个，都是啊，落在怎么在这有噻？要不人家我对啊，要对我交给你，你对啊，就弄一堆啊，街道好危险，但对啊，唔差唔好麻烦，拍来那个。你一顿吃得当，你屋顶当当当，土路接得牢了。要不人家我的好多亩头那里为我种东西，我路接我土路，我这里空了，空了了。为要我对啊对啊，为啊对啊，就我知道我当你对，知道么你我这为对啊对，你对了嘛？我就讲你对到，你对的，嗯，像侬啊，你当你对好梦到了多呀？对啊，主人就是干躺啊，主宝啦。hôm trước thì cũng đã hứa hẹn rồi, bắt tay với nhau. Bắt chiến thì kết thì là để nó mong kết thì đưa lọ đấy, nhà này thì à, thế, nhà, dù họ xa để dù chỉ muốn nhà, dù tiền là thôi về thì ô như chỉ ô nhà như chỉ muốn nhà, chỉ muốn nhà à, chỉ muốn tiền nhau các bạn các cháu đi phụ à, nhau mà là cho họ sau đó này, tiền cả của ba của chơi thì à, của ba của lồng thì à, mua con từ tổ ba tổ chơi đâu mình rồi, túi nó bộ bề mà đen là, nhau tổ tổ ba tổ chơi mà dùng gì luôn. Ô đi hai ô đi sao rồi mình tốt cả giờ nó nhiều cả rồi tí à bây giờ ô nhiều đi ô đi nếu chỉ muốn nó mà các bạn các chị chỉ muốn nó mà vì muốn tài đồ tết cả luôn tết chết ô đi thì nhớ mà là cho con sau đó tốt đi à nhớ là ô đi à thể bây giờ cho cả như à giờ thì là lấy cho à nọ lấy bán này mà ô đi thì thì tao mình tốt mình nhiều nó ra à ô sao đi mà giờ thì ô là tuổi mình mà thì là em nào không là bảo là cái chú lúc đó ban đầu mình đã bảo cái giá ương vừa lấy rồi, chẳng qua vẫn còn chưa giấy tờ thủ tục ấy đang vướng mắt thôi, mình chưa địa chỉ, chưa cam kết, chưa có cái giấy tờ ấy bên bảng thì em dợ lại cũng có ý suy nghĩ, nhưng mà theo ý nghĩ của em dợ cũng rất là tốt vì cái mảnh đất đấy cũng cho đó là khu lành máy thì em nào cũng bảo là cái chỗ đất đấy là cũng giá 30 triệu em muốn là để bán rẻ cho em dở ấy, để coi như sau này được một mảnh đất ở xung quanh nhà để làm rau chuồng trại còn nuôi con cái sau này nữa. Thế em chú nó nói thế thì em lại nghĩ thế nào, có xác định lấy ở trên hay ở dưới, đấy là gia đình tự ấy nhá, tự suy nghĩ. Anh chỉ là người cũng giải thích hòa giải thôi, nhưng mà lúc là sống bền vững lâu dài hơn thì cũng do anh em thôi. Bác sĩ xã chính giả đi mà sẽ tỏ suy nghĩ của nó có thể nó lên chứ đâu. Bà Úc xa thì nhớ sao nếu nếu xa chả Úc xa thì cũng chưa nghe gì nghe thế mà tao cái giờ thì đã lộ ra theo của chính nghĩa. Chỉ mua của chơi đỏ đó mà. Hôm nay thì cũng rất là căng thẳng thì nói chung là em cái cũng không biết là giải quyết thế hướng nào. Nói thế thì anh một mình thôi anh cũng thể giải quyết được vì để cho gia đình để tự suy nghĩ nữa. Nhá, tự suy nghĩ mấy hôm nay thế nào. Vì cái chú đất đấy thì trước kia anh với anh Ngọc này đã vào hỏi cái giá ương rồi, đã vừa giá rồi. Nhưng mà lại nghe cái tin của em dợ này. Người ta muốn người góp ý kiến ấy, bảo là cái mảnh đất đấy là chết hai người trẻ mà lại không lành đấy thì em giờ lại đổi ý ấy. Thì hôm nay anh lại tiếp tục con đi vào xem cái mảnh đất của anh trai em thôi. Vừa thì mình sẽ chuyển đồ coi như mua cái mảnh đất đấy thôi cho ba mẹ con em giờ ấy. Thì thực ra em lại có một cái ý suy nghĩ như thế đấy thì thôi chắc có lẽ bây giờ em cái cũng không thể giải quyết được cái chỗ này nữa. Em cái cũng mong là các cô bác cũng xem được video hay hết sức thông cảm cho bản thân em cái ạ. Thì để mấy hôm nữa sắp xếp cái thời gian anh Ngọc muốn vào thì mình anh ấy lúc nào anh Ngọc vào thì sẽ hẹn trong gia đình thì mình sẽ ngủ với nhau hoặc là sẽ giải quyết một cách cho nó thỏa đáng và thoải mái cho em dợ mà sẽ tiến hành sẽ làm thủ tục giấy tờ xong sẽ mua ở trên hay là mua ở dưới nhá. Đấy chắc có lẽ bây giờ em cái cũng khá muộn rồi, em cái cũng xin dừng cái video tại đây ạ. Xin hãy cùng khán giả ở cái video tiếp theo.